lên lái mạnh ạ. Bây giờ anh Mạnh làm cameraman cho em nhá. Rau ấy. Hiện tại thì xe đang chuẩn bị nổ máy các bạn nhá. Đèn này. Đó. Ok các bạn nhá, bây giờ bọn mình sẽ lên thăm nhà của nhà ở của anh nhỉ. Nhà của mình thì cũng cách trường mình cũng mấy chục mét. Tại vì đây là đúng không? Ôi, ngày xưa như là cái khi trường nhỉ. Ngày xưa ở cái vị trí này là con xe em làm ở vị trí này. Đúng. Trước em cũng xem một cái thời đầu anh làm ấy cơ mà. Em nói chung là chỉ trong cái góc này thì kiểu đi xe rất là khó đấy. Anh sợ về anh biết mất. Chắc là nhiều bạn. Nhiều bạn thắc mắc nhà đây. Cũng lâu mà không ai xem. Cũng hay. Chưa. Ngày xưa em ra hàng đống video đây luôn. Kiểu cái video, ngày xưa video tờ đấy luôn. Ai da. Cho đẹp đấy. Riêng. Nhà anh đẹp hết nhở. Đây là ngày xưa. Ngày góc làm việc đấy. Một YouTuber xây đúng không? Xây hẳn một biệt phủ. Đây là bố mẹ em xây. Đây là ở trên một đỉnh đồi luôn. Ở đây có tiểu cảnh, lon bộ. Hồ cái. Anh cứ review này. Cái này em ạ. Cái con này. Bình em mà review cái này nhà em. Tại vì đây cái ngày xưa em nằm ở đây mà. Ngày xưa em nằm toàn bộ ở đây luôn. Em ngày xưa chặt lắm nhưng mà. Ui có cá mà. Có cá. Đây quay cái bé luôn. Quay rồi. Đây là nhà của anh Nhết các bạn nhá. Kiểu các bạn cũng kiểu là cũng lâu lâu em chưa quay đúng không? Nếu không biết đấy. Các bạn nào mà xem anh thì biết thôi. Bây giờ còn kiểu mới nói chung là cũng thay đổi nhiều, chỉ có mỗi cái nhà là còn lại thôi, còn ngày xưa khu vực này là thay hết rồi. Thay hết mọi thứ. Người xưa con chó anh em. Con này cũng từ hồi con Lamborghini màu xanh ấy, anh biết không? Con này cũng cho em rất là nhiều ấy. Đóng góp ý tưởng. Quay của em anh thấy mặt con này giống mặt con mua đi rồi. Trong anh mà. Con này nó cũng vào nhiều video mà. Không phải chó đẻ cú đâu. Đừng nhìn. Trông đẻo quá. Trông có mặt rất là u láo. Ôi bố anh rồi. Anh chắc là đi làm quá. Nghe được rồi, nghe em là thành công rất xóm. Bởi vì là làm YouTube mà xây được cả nhà bố mẹ như này là quá ok rồi. Nhà bố mẹ em xây. Bố mẹ em xây nhưng em đưa tiền. Anh biết là bố em xây, em thời gian đâu em xây. Trứng gà này, wow. Lên kim ma. Đúng rồi. Ai tên trả lời kim ma, trứng gà. Cây này mua chắc đi. Không,
Dạ. Cái nhà em ấy, nhưng mà ê, ngày xưa là nhà em còn chăn bò nhá. Bò của đây. Bò đây. Em biết chăn luôn nhà em. Đấy. Đấy. Bây giờ cây anh. Cây dâu tích. Ui, màu đây đẹp nhỉ. Màu đẹp lắm. Nè. Nó chỉnh trước khi quay em ạ. Không, không chỉnh đâu. Em đè đè tay vào để che sáng thôi. Edit bằng cái gì để cho anh bắn? Ô, bộ máy tính đây. Em edit cả máy tính cả. Ngày xưa em chưa biết anh ấy. Ra Tết thì em anh xuống bán anh lấy một nửa giá xong rồi mới ai chẳng được. Không mang 10 triệu anh lấy 5 triệu. 50 okay, triệu anh lấy 50 triệu. Hợp lý luôn. Không có thời gian để mà cái quay không phải tích nguyên được. Thì đồ mình phải nước ngon phải ok. Ok. Nên là hiện tại chưa có thời gian để mà kiểm tra đấy.